các bạn về tính cách của các chủng vân tay. Và trong nói về tính cách chủng vân tay thì chúng ta sẽ có 11 chủng vân tay, nhưng mà sẽ có 10 tính cách. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi về 10 tính cách này để hiểu về tính cách của từng chủng vân tay, và khi đó chúng ta sẽ gặp khách hàng và chúng ta sẽ nói chuyện với khách hàng và demo về tính cách của họ một cách chính xác nhất về họ. Và tính cách đầu tiên mà chúng ta sẽ đi đó là tính cách của chủng vân tay VKT và VKS. Thì nói về chủng vân tay, chủng vớt VKT và VKS thì là một cái chủng vân tay nói lên cái người mà sở hữu chủng vân tay này là cá tính rất là mạnh. Nếu là nam á, thì sở hữu chủng vân tay này thì cá tính mạnh đó là chuyện bình thường. Nhưng nếu là nữ mà sở hữu chủng vân tay VKT, VKS này thì cá tính của người nữ đó cũng rất là mạnh mẽ. Và ở đây nói về tính cách chủng vân tay VKT, VKS thì chúng ta sẽ thấy gì ạ? Là cái người mà sở hữu chủng vân tay này là độc lập, nhanh chóng và chủ động, tính tự quản cao, suy nghĩ quyết đoán và mạnh mẽ. Cái người mà sở hữu chủng này là họ rất là độc lập về bản thân, tự ý thức về bản thân rất là tốt và làm việc rất là mau lẹ, rất là nhanh chóng. Nếu mà cái người này mà muốn làm một cái việc gì đó là họ sẽ đi làm liền, có xu hướng đi làm liền chứ không có chần chừ từ từ. Hoặc là nếu mà người này giao việc cho một cái người khác làm á, thì cái người này yêu cầu cái người khác là phải làm liền thì cái người này mới hài lòng đó. Và người này do cái đặc tính là ý thức rất là cao, do đó họ sẽ chủ động tự tìm hiểu cái công việc, cái cách làm để làm những cái việc đó cho nó phù hợp. Nếu mà một đứa bé mà sở hữu chủng vân tay này thì cá tính cũng rất là mạnh, và chúng ta chỉ cần gieo cho đứa bé đó một cái quan niệm về cái việc nào là đúng, cái việc nào nên làm thì đứa bé đó sẽ làm theo cái việc đó. Nếu chúng ta đưa ra một cái kế hoạch giờ nào làm việc với việc đó thì đứa bé đó sau khi mà hiểu vấn đề thì nó sẽ làm theo, nó sẽ dựa theo cái kế hoạch đó và nó sẽ làm việc và học tập vui chơi dựa vào cái khung giờ đó, và ý thức về bản thân rất là tốt. Và chủng vân tay VKT, VKS còn nói lên một cái nữa là người này là làm việc định hướng mục tiêu rất là rõ ràng, tập trung và kiên trì với mục tiêu, quyết liệt mạnh mẽ với mục tiêu đề ra. Người mà sở hữu chủng vân tay VKT, VKS là cái người mà làm việc luôn có mục tiêu và luôn có mục đích. Có nghĩa là khi họ làm một cái việc gì đó thì phải có mục tiêu, có mục đích thì họ mới làm việc. Nếu mà cái việc đó nó không nằm trong mục tiêu thì họ sẽ không tập trung vào để làm một cách hết sức. Anh chị mình lưu ý ha. Và nhân hay ví dụ, nếu mà một cái người nam á, mà sở hữu chủng vân tay này mà để ý một cái cô nào đó thì thật sự ra thì cái cô đó sẽ rất là khó đó. Tại vì cái đặc tính là anh đó đã xác định mục tiêu đó là cô đó thì anh đó sẽ rất là kiên trì và theo đuổi cái mục tiêu đến khi mà nó đạt được mục tiêu đó mà thôi. Và đối với chủng vân tay VKT, VKS này thì cái việc người mà sở hữu chủng vân tay này thì khó chấp nhận được cái sự thất bại. Và cái người này sẽ có khả năng là tự khích lệ, tự an ủi và động viên bản thân của mình để vượt lên và để hoàn thành mục tiêu khi gặp những lúc khó khăn, và chủ động xây dựng và hoàn thiện bản thân. Có nghĩa là người sở hữu chủng vân tay này thì khoảng là cấp 2, cấp 3 là cái người đã hoàn thiện bản thân và nhìn nó một cách rất là chững chạc rồi, và hơi bị dài dặn hơn so với những đứa bạn mà cùng trang lứa. Và ở đây chúng ta thấy là những cái người sở hữu chủng vân tay này còn nói lên một việc gọi là đề cao tác phong chuyên nghiệp, rất quan tâm đến hình ảnh cá nhân. Có nghĩa là cái yêu cầu của cái người sở hữu chủng vân tay này nó sẽ cao hơn so với người khác. Mà một đứa bé mà sở hữu chủng vân tay này đi học, nó sẽ đòi hỏi cái người giáo viên nó phải nói chuyện như thế nào, cái cách mà làm việc, cái cách mà nói chuyện, cũng như là cái cách ăn mặc đi đứng của người đó có đạt cái yêu cầu mà mình mong muốn hay không. Nếu mà mình lớn lên trong cái môi trường làm việc thì cái người làm việc cùng với mình, cái người sếp của mình, cái người dẫn dắt mình, cái người đó nó phải như thế nào, đạt cái yêu cầu thì cái người đó sẽ tập trung vào việc học tốt hơn. Và cái việc mà quan tâm đến hình ảnh cá nhân có nghĩa là những cái cách về ăn mặc, cái cách nói chuyện, cái cách đi đứng của cái người đó họ sẽ rất là để ý, và họ sẽ làm sao, có nghĩa là họ sẽ điều chỉnh bản thân của mình để người khác không đánh giá được về mình về cách nói chuyện, cách đi đứng đó, mình để ý. Và ở đây người mà sở hữu chủng vân tay này là có tính cạnh tranh mạnh mẽ, luôn nỗ lực trong hành động để chiến thắng và đạt mục tiêu. Có nghĩa là khi họ gặp khó khăn thì họ luôn cố gắng để làm một cái cách, tìm một cái cách nào đó để cho họ đạt được cái mục tiêu mà họ mong muốn. Và có xu hướng tự nghiên cứu, tự khám phá và phân tích vấn đề. Có nghĩa là nếu mà cái người này muốn làm một cái việc gì đó thì họ sẽ thích tự tìm hiểu và làm theo cái cách riêng của mình. Nếu một cái đứa bé mà chúng ta mua đồ chơi về là chúng ta đưa cho nó và sau đó chúng ta hướng dẫn, thì mọi cái đứa bé đó nó bảo rằng là thôi con tự tìm hiểu, con tự nghiên cứu và con tự làm được rồi, ba mẹ không cần hướng dẫn,
thì đứa bé đó là sẽ có sở hữu chủng vân tay này. Tại vì nó thích tự tìm hiểu nghiên cứu. Mà nếu mà chúng ta mà đứng mà hướng dẫn nhiều hoặc là nói nhiều với cái người mà sở hữu chủng này thì cái bản thân cái người đó họ cũng không thích nữa. Đó. Và cái tôi của người sở hữu chủng vân tay VKT, VKS rất là cao. Do đó chúng ta phải để ý. Tại vì cái tôi cao thì thường sẽ dẫn đến sự chủ quan, thích tự suy nghĩ, tự hành động. Có nghĩa là làm việc theo cái suy nghĩ riêng của mình, cái ý định riêng của mình và không muốn người khác can thiệp vào, không muốn người khác can thiệp vào. Và ở đây nè, nếu mà cái người mà sở hữu chủng này, nếu mà trong công việc á, mà làm một cái vị trí quản lý cao thì cái việc đó thì cũng là một cái vấn đề. Tại vì cái tôi của mình quá cao và cái chính kiến của mình khó thay đổi. Và nếu một cái người nào đó mà cái người khác á, họ có một cái điều lĩnh vực là điểm mạnh của bản thân người đó mà điểm yếu là của cái người mà quản lý sở hữu chủng vân tay VKT, VKS này, thì cái người này sẽ rất là không có, nói chung là không muốn nghe cái sự góp ý từ người khác. Thì chính vì việc đó, đó là một cái hạn chế rất là lớn trong cái sở hữu, nếu mà cái người mà sở hữu chủng vân tay này. Mà nếu mà đứa bé mà sở hữu chủng vân tay này thì ngoài việc là cá tính mạnh ra mà chúng ta giao tiếp không khéo thì nó rất là dễ ngang và dễ bướng. Tại vì nó mình chỉ cần là tác động nhẹ, có nghĩa là ở cái môi trường đông người mà nó làm việc sai thì chúng ta không nên la hoặc là góp ý ở lúc đó, mà chúng ta đợi về nhà chỉ có hai mẹ con, hai cha con nơi riêng tư như vậy chúng ta góp ý và giải thích thì đứa bé nó mới nghe đó. Rồi, và cái người mà sở hữu chủng vân tay này thì rất là khó bị thuyết phục và khó tin vào một cái vấn đề gì đó. Nếu chúng ta nói về sinh tắc vân tay đối với một cái người nào đó mới mà chúng ta lần đầu tiên gặp, mà mình cầm cái tay họ lên họ co mà mình co cái chủng vân tay thì cái người này sẽ không tin vào sinh tắc vân tay luôn. Tại vì đối với họ để tin vào một cái vấn đề gì đó mới hoặc một cái lĩnh vực mới thì cái người sở hữu chủng vân tay này họ sẽ tự tìm hiểu, tự nghiên cứu, có sách, có bằng, nói chung là có các vật chứng cụ thể, có số liệu cụ thể thì người đó mới tin. Còn trường hợp còn lại để người đó mà tin vào sinh trắc vân tay á thì chúng ta phải có nghĩa là họ sẽ để một ai đó thì người đó tin theo, nhưng mà tin sẽ không hết. Có nghĩa là nếu 100% thì người sở hữu chủng vân tay VKT, VKS này chỉ tin khoảng là 60% thôi, và 40% kia vẫn còn nghi ngờ và hoài nghi. Mà nếu mà cái người đó làm bài xong mà khi được nghe tư vấn thì mới cảm hành toàn được 80-90-100% tùy thuộc vào chất lượng tư vấn của từng người. Rồi, và cái người mà để cái người mà chủng vân tay VKT, VKS này mà nể thì cái trường hợp đó rất là hiếm. Mà cái việc đầu tiên là đảm bảo cái người mà cái người này nể nó sẽ không hại được cái người này. Và cái việc mà sự giàu nghèo của cái người kia thì cũng không quan trọng đối với người này. Tại vì họ nể là họ nể do cái cách cư xử, cái cách đối đãi, cái cách về giao tiếp của cái người đó đối với bên ngoài kia thì làm cho cái người sở hữu chủng vân tay này họ nể mà thôi. Đó. Và cái khả năng tập trung cao và nghiêm túc trong công việc, có nghĩa là người sở hữu chủng vân tay này một khi mà làm việc á, thì họ mức độ tập trung rất là cao. Nếu mà vào giai đoạn quan trọng thì họ có thể là quên ăn quên ngủ luôn các bạn, các anh chị. Sáng họ ăn sáng, có thể là họ làm tới trưa họ quên ăn xong tới chiều luôn, và họ có thể là làm vượt cái thời gian mà khi mà họ đến giờ về nhưng mà họ vẫn còn làm việc. Có nghĩa là mức độ tập trung rất là cao và mọi người có thể cảm thấy áp lực khi làm việc cùng với những người sở hữu chủng vân tay này. Do đặc tính là tập trung và rất là nghiêm túc trong công việc thì cái người mà người khác mà làm việc cùng với người này thì đòi cái người này phải đòi hỏi sự mau lẹ từ những người khác làm việc cùng. Nếu mà mình kêu mà người nào làm cái việc gì đó mà quay lại còn đứng im á thì người này rất là khó chịu đó. Và tính kỷ luật ở người này rất là cao và không chấp nhận được sự thất bại. Đối với người này là cái họ rất là nghiêm túc trong công việc và rất là có trách nhiệm, họ đòi hỏi ở người khác yêu cầu rất là cao. Mà nếu mà một cái người nào đó làm cái việc đó xong rồi thì đưa cho cái người sở hữu chủng vân tay này đánh giá thì sẽ không đạt yêu cầu đối với những người này, tại vì cái yêu cầu của những người này đặt ra rất là cao. Đó là, và nhân xin nhắc lại là chủng vân tay này về điểm mạnh đó là làm việc luôn có mục tiêu và có mục đích, và cái sự chính trực trong con người của sở hữu của cái chủng vân tay này, người sở hữu chủng vân tay này là rất là lớn. Có nghĩa là ví dụ mà một con chó chạy ngang mà kêu một con mèo mà cho 100 triệu thì cái người sở hữu chủng vân tay này sẽ không làm mà không nói cái điều đó. Tại vì có sao nói vậy, và họ rất là thẳng tính và rất là nóng tính, tập trung vào vấn đề và có sao nói vậy. Nếu mà trong một cái cuộc mà đi chơi mà trong cái nhóm mà mình nói chuyện á,
mà mình đang nói chuyện về một cái lĩnh vực, một cái chủ đề nào đó mà cái người mà đứng thuyết giảng mà nói đi vòng vòng nhiều quá thì cái người sở hữu chủng vân tay này họ cũng không thích, và họ có thể là sẵn sàng giơ tay lên là nói chúng ta là nên tập trung vào vấn đề đi, và họ không thích cái sự dài dòng, và họ thích cái sự mau lẹ và rất là nguyên tắc. Và đối với mặt nhận thức của người này thì sẽ rất là cao do cái việc là họ chủ động hoàn thiện bản thân, do đó họ sẽ lập ra những kế hoạch và làm việc theo kế hoạch rất là tốt và để đạt được những mục tiêu mình muốn. Người sở hữu chủng vân tay này thì về mục tiêu, về tầm nhìn cũng như là tham vọng sẽ rất là cao, do đó họ sẽ chủ động hoàn thiện bản thân để đạt được và lập những cái kế hoạch để đạt được những cái mục tiêu mình lập ra như mình mong muốn.